Vâng, Nội thất Tuấn Ông xin kính chào quý khách. Hiện tại thì đang là ngày 15 tháng 1 năm 2022. Xưởng đồ gỗ bên em hoàn thiện xong một chiếc cây đồng hồ tứ trụ vát cột hạt có tổng chiều cao là 2m3 và bề rộng là 95 phân để chuẩn bị bàn giao đến cho nhà chú Khoát ở khu vực tỉnh Nam Định các bác nhé. Chú Khoát cũng đã tin tưởng và đặt hàng xưởng bên cháu cũng đã khá chi là lâu rồi. Hôm nay bên cháu cũng đã dựng xong những cái khâu hoàn thiện cuối cùng để bàn giao cho gia đình nhà chú trong ngày mai. Thì em cũng xin 1-2 phút video gửi đến cho gia đình nhà chú cũng như là các cô bác nào đang quan tâm đến những cái mẫu đồng hồ tứ trụ vát của bên em được biết đến cái mẫu đồng hồ này mọi người nhé. Hàng bên em là hàng hoàn toàn bằng chất liệu gỗ hương đá tự nhiên 100% của Nam Phi. Bên em là làm là tổng chiều cao của từ trên đỉnh xuống phía dưới chân là cao 2m3 và phía bề rộng của phần phía mặt sau của nó sẽ là 95 phân. Chiều sâu của dòng này sẽ là 41 phân mọi người nhé. Hàng bên em là hàng tuyển vân chọn gỗ rất chi là kỹ càng ngay từ khâu mộc nên các bác hoàn toàn yên tâm. Nó sẽ không giống như những cái hàng phổ thông hay hàng chợ trên thị trường mọi người nhé. Hàng bên em là hàng giá tại xưởng, không qua trung gian. Đây các bác có thể nhìn thấy xưởng của bên em này. Xưởng bên em là hàng hoàn toàn mọi người nhé. Đây là xưởng trong ngõ mọi người nhé. Xưởng trong ngõ chứ không phải là những cái hàng mà các bác mua ở cửa hàng thì chắc chắn giá nó sẽ cao hơn dòng của bên em rất chi là nhiều. Bởi vì xưởng bên em là xuất cho cả những cái đại lý hay là cửa hàng ở phía bên ngoài rất chi là nhiều. Nên khi các bác mua hàng các bác sẽ xem được hàng của bên em ở ngay cửa hàng ở bên ngoài mọi người nhé. Thì đây là mẫu đồng hồ tứ trụ vát mà bên em hoàn thiện cho nhà chú Khoát này. Trương là trương mặt quỷ các bác nhé, trương mặt quỷ. Và phía bên trên là có vòm hình bán nguyệt này các bác nhé. Có vòm hình bán nguyệt và có đầy đủ những cái phần trụ lục bình này, bên em hoàn thiện này. Các bác có thể nhìn thấy những cái mẫu lục bình này. Tuy rất chỉ là nhỏ nhưng mà bên em hoàn thiện cũng rất chỉ là kỹ. Các bác có thể nhìn thấy là nó giờ nhìn rất chỉ là bóng này. Nhìn rất chỉ là bóng và tất cả những cái góc cạnh này bên em đều có đánh giấy ráp và trà lưu rất chi là kỹ càng. Là khi mà mọi người nhận hàng thì hàng nó sẽ là đảm bảo chất lượng 100%, sờ rất chi là mịn và mát mọi người nhé. Không giống như những cái hàng mà các bác đã xem ở những cửa hàng, các bác có thể so sánh và phân biệt được hàng của bên em so với những hàng của các cái nơi khác người ta sản xuất ra. Hồi bên em sẽ làm hồi liền mọi người nhé. Hồi liền dày là 1/6, hồi liền dày 1/6 và phía bên trong là có lắp máy Sunny của Hàn Quốc các bác nhé. Có lắp máy Sunny Hàn Quốc. Phía bên ngoài thì sẽ là mặt của mặt đồng hồ. Mặt bên em là mặt hình tròn mọi người nhé. Mặt hình tròn và có thêm những chạm trổ họa tiết hoa lá đây các bác nhìn thấy. Có chạm trổ họa tiết hoa lá mọi người nhé. Và phía bên này là sẽ có một cánh cửa mở ra mở vào. Các bác có thể nhìn thấy là máy Sunny Hàn Quốc ở bên trong, bên em có buộc dây này để tránh tình trạng mà dây nó chạm vào quả lắc. Nếu mà các bác nhìn vào và phần bên trong quả lắc nó không nắc thì các bác kiểm tra giúp em xem dây điện nó có chạm vào quả lắc không nhá. Nếu mà nó chạm vào quả lắc thì nó sẽ không, cái quả lắc nó sẽ không đánh nắc, mọi người chỉ cần gạt ra thôi là nó sẽ đánh nắc bình thường. Cái cột này thì bên em là cột niền chặt hạt mọi người nhá. Cột niền chặt hạt dày là dày 6 phân. Cột niền chặt hạt dày 6 phân các bác nhìn thấy này. Hàng cực kỳ là dày và chất lượng. Có đầy đủ những cái họa tiết này, họa tiết bên em chạm trổ cực kỳ là tinh vi mọi người nhá. Cực kỳ là đẹp này các bác ơi. Hồi bên phía dưới hồi này cũng là hồi liền mọi người nhá. Hồi liền và bên em có phun làm cho nổi những cái vân gỗ tự nhiên này lên đẹp hơn rất là nhiều mọi người nhé. Đây các bạn nhìn thấy không? Phần vòm này phía dưới là hình vòm hình bán nguyệt kết hợp với đó là một phần cửa kính ở phía dưới có chạm trổ những họa tiết bông lúa này, họa tiết bông lúa mọi người nhé. Và phía bên này có lắp trong có lắp 3 quả tạ và một thanh nắc, các bác có thể mở cánh ra như thế này để chúng ta xem được không gian bên trong. Không gian bên trong cũng hoàn toàn bằng chất liệu gỗ hương mọi người nhé. Kể cả những cái phần hậu hồi như thế này, bên em làm gỗ hương 100%. Tất cả là gỗ lõi 100%, không có pha tạp, không có bén rác. Các bác về đến tận nơi kiểm tra giúp em hàng đúng như chất lượng, đúng như quảng cáo để các bác nhận hàng cho em. Ở phía bên dưới bệ đây mọi người nhìn thấy này. À, cái chột này, cái cột này thì cũng là cột liền mọi người nhá. Cột liền có chặt hạt các bác nhá. Và cũng dày 6 phân. Cột liền rất chỉ là nhiều. Và phần bệ dưới bên em là bệ vát mọi người nhá. Tứ trụ là tứ trụ vát, các bác nhìn thấy phía bên trên nó cũng vát ra này. Phía dưới cũng vát ra nhá. Tứ trụ vát nhìn nó sẽ to cao và bệ bệ hơn so với những dòng tứ trụ thường. Tứ trụ thường thì chúng ta nhìn rất chỉ là đơn sơ thôi. Dòng này thì chúng em có đặt cũng đục chạm trổ này, các cái họa tiết hoa lá tây cực kỳ là đẹp cho các bác nhé. Phần phía trên này gồm có 1, 2, 3 tầng chỉ và tầng chỉ cuối cùng có đục chạm trổ mọi người nhé, đục chạm trổ. Và phía dưới cùng đây, phía dưới cùng cũng có cho các bác 1, 2, 3 tầng chỉ các bác nhé. Tầng chỉ ở dưới là có đục chạm trổ họa tiết hoa lá này đi bao phủ xung quanh cả hai phần trên và phần dưới mọi người nhé.
phía dưới cùng là hai phần chỉ. Mỗi một tầng chỉ này thì bên em làm dày là dày 2 phân, dày 2 phân. Và phía dưới bên ria sườn sẽ là phần hồi liền hồi phía sau. Đây là phần hồi mọi người nhá. Hồi này thì bên em cũng làm hồi liền cho các bác này. Hồi liền này. Hồi liền nguyên một tấm rồi nhá. Đây các bác có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm của em nhá. Đối với dòng mấy máy đồng hồ mà là các bác yêu cầu mà lắp bên em là lắp phụ kiện bằng đồng như thế này. Lắp phụ kiện bằng đồng và đồng nguyên chất, bên em xuất ra thị trường với giá là 12.800.000 mọi người nhá. 12.800.000 thì các bác mua giá tại xưởng bên em. Miễn phí vận chuyển cho các bác là 50 km, bảo hành máy cho các bác là 3 năm tại nhà. 3 năm 1 đổi 1 trong 3 năm các bác nhá, 1 đổi 1 trong 3 năm. Và nếu mà các bác yêu cầu lắp thêm những phụ kiện gì bên em sẽ lắp thêm. Còn ở đây chú Khoát cũng đã yêu cầu bên em lắp những cái phụ kiện và đồng hồ như thế này. Em xin rất xin cảm ơn gia đình nhà chú đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng bên em. Xin chúc gia đình nhà chú nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.